Rồi hạn về anh em ơi. Được mấy xe? 10 xe. Đấy, rồi, để chịu vô. Ở ngoài còn không? Ở ngoài còn á. Còn nhiều lắm nha anh em, xe còn dày nhiều lắm. Rồi lại chụp thắng đi, rồi lại em lần lần em chụp thắng đi. Cái này ít hắc ý hay là sáu nha anh em. Rồi, rồi buông đi. SHI 206. Ừ, có gì đâu thì điện tay mà anh chống lại thôi. Hai thằng mày giữ cho nó giữa thang là lụm rồi. Rồi xe của anh em nào bữa nay coi nhận giùm phép luôn nha anh em ơi. Anh em nào có khả năng nhận thì liên hệ, không nhận được cũng báo giùm em luôn nha anh em ơi. Tao biết anh em bỏ nhiều lắm đó. À, phép thông báo nữa nha anh em. Còn anh em nào không liên hệ lại thì phép lấy phép bán lại nha anh em ơi, chứ để hoài đó kẹt em quá. Rồi. Này Honda Vision. Về thẳng ra luôn, cho ngay giữa, ừ chấn giữa là về thẳng luôn à, đâu có gì đâu. Honda Vision. Trường này nó làm thì tình trường. AB bịch xăng cơ. AB bịch xăng cơ, xe còn khá là đẹp á, ốc tán nè, em dòm nè. Mấy cái tay ga nó nặng mấy xe số nó cũng dễ. Nhờ có cái thang nó khỏe. Rồi, để chụp cái thắng đi. Ba chiếc rồi nha anh em. Rồi, Jupiter MX 10.500. Hôm phép có đăng Zalo Facebook gì nè, bữa nay mới tới. Đây, bình tĩnh nha bồn. Chạy theo luôn, ừ giọt. Có cái thang này nó tiện, biết thế là làm nó dễ lắm. Chiếc thứ tư nha nè, mấy cái lô này không có cọp anh em ơi. Xe tầm giá chục ngoài triệu, nô 4 rồi 10 triệu à, 8 triệu, nô 4 nó có 8 triệu anh em. Hằng sáng đứng ngược á, đúng rồi, sáng đứng mình thắng hay hơn. Cái này neo kim. Qua đây là sáng. Ấy ơi, khoan từ từ, ra lại. Đừng nhấp gì vừa đây, giữ cho ngay giữa thang là xuống được rồi.
cỡ nào cỡ cho nó ngay giữa thang là ok. Rồi, rồi chạy đi. Winner X ABS. Winner X 3 bếp. Giá chưa tới 30 triệu. Xe mùa giá rẻ. Dịch nhập mấy xe phổ thông về để cho anh em dễ mua. Bởi vì phải nói anh em chốt xe trước, đừng có đổi tới lấy luôn anh em, tại vì nó tùy theo mùa, mùa nào thì nó theo mùa đấy. Khu chợ một chờ neo su viva làm sao làm được cho nó chịch đường gây này được. Quay Alpha. Tại xe về nhiều quá không có nhớ vậy nè, không có nhớ cái mặt xe, không có nhớ giá, thành ra có gì đó giá cả phải báo sau nha anh em thông cảm. Để đây luôn đi. Chiều lên xe không? Chiều lên xe gì? Lên xe khiêng có gì đâu. Để đi Văn, để giấy tờ đi coi sau đi. Coi chừng khi dung cốp. Rồi, giờ ăn cơm đi rồi lên tính tiếp. Anh em quan tâm xe nào thì liên hệ với anh em ơi. Chuyến sau là chắc cũng nhiều nữa đó Nghĩa ơi, đang dồn dày lắm luôn á. Rồi, rất cảm ơn anh em đã luôn quan tâm đồng hành theo dõi nha anh em ơi. À, cần xe nào anh em gọi cho trưởng, đem cái thang vô trong để quên.